Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học CS dành cho người đi làm. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phương thức sum này các bạn nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái phương thức sum này thì mục đích nó sinh ra được làm gì đúng không ạ? Ở đây mình có list là một số cái keyword quan trọng này. Thì là the sum này, cái đầu tiên nhé, the sum này. Phương thức này nhé, thực thi callback function mỗi lần cái loop qua cái phần tử ở trong mạng các bạn nhé, đúng không ạ? Tức là các bạn khi đưa vào đầu vào cái mạng này chấm sum này thì nó sẽ loop qua từng phần tử này các bạn nhé. Nó giống các phương thức khác đúng không ạ? Và gì? Phương thức sum này return cái true nhá, return true này và dừng lại nhá. Nếu function return true cho một element đúng không ạ? Trong quá trình loop này đúng không ạ? Chỉ cần nhận một giá trị true thì nó sẽ dừng lại bạn nhá. Thỏa mãn cái điều kiện gì function define này. Ví dụ element đấy gì lớn 18 nó sẽ return true đúng không ạ? Và nó dừng lại luôn bạn nhé. Và return true về cho cái kết quả cuối cùng của mình sum result này. Và cái ý cuối cùng này là sum method return false nếu function return false cho tất cả array element các bạn nhé. Nghĩa là gì ạ? Khi nó loop qua tất cả các cái phần tử mạng này mà gì không có phần tử nào thỏa mãn cái điều kiện ở trong cái function define này thì gì ạ? Thì nó sẽ return false các bạn nhé. Rồi. Các bạn nhớ cho mình hai ý thôi. Khi nó loop qua một phần tử nào đấy mà thỏa mãn điều kiện thì nó return true, còn gì ạ? Nó loop qua tất cả mà nó không thỏa mãn thì return false. Rồi. Mình sẽ build lại cái thằng sum này các bạn nhé. Giống như bài hôm trước rồi đúng không ạ? Mình có comment này lại nhá. Đúng không ạ? Mình có gì array này. Chấm này, prototype đúng không ạ? Chấm gì? Chấm với lại sum custom nhá. Thì bằng cái function các bạn nhé. Đây là cách các bạn để khai báo một cái function nhé. Ở trong cái constructor cố dây đúng không ạ? Rồi ở đây thì mình sẽ đơn giản gì? Console.log ra gì ạ? Custom running các bạn nhé. Rồi các bạn mở cho mình một cái cửa sổ bên tay trái là gì ạ? Là cái phần code này. Bên tay phải thì mình sẽ mở kết quả nhé. Rồi mình sẽ load lại và mình gọi. Ở đây mình gọi đúng không ạ? Mình phải gọi để kích hoạt cái function này thì sử dụng phương thức gì là gì? Mình sẽ dùng cái gì? Mãng đúng không ạ? Mãng đầu vào các bạn nhé. Chấm với sum custom nhé. Và đây là gì? Đây là thuộc tính thôi đúng không ạ? Thì bằng thuộc tính này thì bằng một cái function. Cho nên để chạy được cái function này mình phải ngoặc ngoặc này các bạn nhé. Thì cái function này được chạy nhá. Tức là khi các bạn gọi thế này này thì thực tế là cái function này đang là call các bạn nhé. Đúng không ạ? Đây các bạn thấy không? Có chữ custom running nhá. Rồi khi chúng ta gọi sum custom nó đại diện bằng cái biến này, bằng cái function này đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta gọi như thế này là chúng ta chưa truyền tham số các bạn nhé. Chúng ta muốn truyền tham số thì thế nào ạ? Thì ta truyền vào cái ngoặc này. Thì cái này gọi là argument nhá. Và mình argument thì mình sẽ truyền giống như trong core của nó là gì? Một cái function callback đúng không ạ? Này function. Tức là cái function được define nhưng mà chưa được running các bạn nhé. Nên nó gọi là callback sau này nó sẽ được gọi đúng không ạ? Function đây. Mình truyền function này thôi nhá. Và trong function này mình sẽ console log ra. Chấm log ra. 1 2 3 đi, đúng không ạ? Rồi khi mình truyền một cái tham số bằng function này đúng không ạ? Thì cái tham số này, cái argument này các bạn nhá, thì cái argument ở đây này thì nó sẽ nhận được dưới dạng là gì? Parameter ở trong cái trong cái ngoặc của function này các bạn nhé. Mình gọi là callback đúng không ạ? Vì thực tế là gì? Mình bạn đang chạy cái function này đúng không ạ? Thì chạy cái thằng này thì cũng là chính là run function này các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ console.log ra. Log ra. Cái giá trị callback cho bạn xem là gì, mình nhận được cái function define lên cho nhá. Các bạn thấy không ạ? Mình đã nhận được cái hàm thì mình truyền từ dưới đây lên nhá. Rồi cái điều này thì không có gì để bàn cãi đúng không ạ? Nhưng cần vấn đề là gì? Là các bạn cần đúng không ạ? Rõ ràng là các bạn có đầu vào rồi, có cái thằng callback rồi. Và các bạn cũng console ra cho mình cái git nhá. Git chính là cái đầu vào của mạng các bạn nhận được trong cái hàm này gọi là hàm core nhá, đúng không ạ? Đây các bạn đi 30, 18, 20 chính là cái mạng này nhá. Thì cái git gì? Nó chính là cái mạng này, cái object đúng không ạ? Mạng cũng là object mà gọi đến cái phương thức này các bạn nhé, thì nó là git đúng không ạ? Đây. Nó đang kích hoạt cái sum custom ở trong cái object này cho nên là
cái object này chính là JIT đúng không ạ? JIT mình in ra chính là cái mạng này. Rồi thì mình có đầu vào là con bách rồi, có JIT rồi, thì cái đầu tiên của cái phương thức sum ấy đúng không ạ, thì nó là gì? Nó luôn luôn các bạn nhé, luôn luôn rồi lúc qua các phần tử ở trong JIT đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn phải gì, for. Ở đây thì mình sẽ dùng cái thằng for of các bạn nhé, cho nó vấn đề này. Ở cái demo này thì mình chỉ cần dùng for of thôi. Còn nếu mà đúng trong co nó ấy, thì các bạn cần phải truyền cả index các thứ đó, đúng không ạ? Thì các bạn sau này sẽ tùy biến truyền sau nhé. Nhưng mà trong cái nội dung video này mình chỉ cần dùng cái value thôi để check thôi, đúng không ạ? Rồi mình sẽ có let của gì ạ? Của là let của item các bạn nhé. Up đúng không ạ? Up của gì? Của JIT đúng không ạ? Mình loop qua tất cả các cái phần tử này như đề bài đúng không ạ? Và sau khi mình loop qua, mình bỏ này đi nhá, mình sẽ console ra item xem có ok không, xem mình đã lấy được chưa các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không ạ, mình đã loop qua và mình lấy được các item rồi đúng không? Cái công việc của mình không phải là loop qua lấy item mà gì, mình phải thực hiện một cái callback đúng không ạ? Mà callback thì nó đang chứa cái hàm define của người dùng ấy, thì đang chứa trong cái biến này đúng không ạ? Thì mình chỉ cần gọi cái callback này đúng không ạ? Nó đang là function define, cho nên để gọi function thì các bạn phải thế nào, tính là function expression đấy các bạn đúng không? Thì mình phải dùng cái dấu này để gì, để gọi function nhá. Và gọi function thì sau đấy thì mình phải truyền thêm cái giá trị item là value vào đúng không? Thì ở dưới đây nó sẽ nhận được cái gì, là element các bạn nhé. Thì nó gì, đây là argument này truyền là item, thì ở đây là parameter là element, let element sẽ bằng cái item truyền từ từ hàm co xuống đúng không? Thì các bạn chú ý cho mình là gì, cái thằng item này mình sẽ in ra nhá, xem có được không. Đây các bạn này, các bạn thấy không, mình vẫn in ra lấy được bình thường nhá, element vẫn là 30 18 20. Và mỗi lần các bạn gọi một cái callback này thì các bạn cần chú ý là gì, nó là cái phạm vi độc lập với nhau nhá. Trong mỗi lần các bạn gọi này thì gì, cái trong cái body này nó sẽ được gọi trong cái phạm vi độc lập với nhau, so với các lần khác mỗi lần thì nó sẽ có một cái phạm vi độc lập nhá, và nó không liên quan đến nhau đúng không? Dù khi các bạn gọi là 3 này thì cái giá trị 3 sẽ được truyền vào đây đúng không? Và chạy tất cả các lệnh ở trong cái body này. Khi gọi là 10 thì tất cả cái 10 được truyền vào đây và gì? Nội dung trong statement ở trong cái body này nó được chạy nhá. Rồi. Thế thì công việc của mình đúng không ạ, là khi mỗi lần gọi này thì mình sẽ đưa vào trong một cái biến đúng không ạ, để lưu trữ kết quả của cái hàm trả về. Các bạn nhé. Ở đây mình sẽ có một cái constant này, Echo này đúng không ạ? Echo đi. Thì bằng cái callback. Callback chính là cái function này đúng không ạ? Thì function này gì, tên cái gì thì Echo nó nhận về cái đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ mỗi lần chạy mình sẽ có if này. Cái element đúng không ạ? Lớn hơn 18. Ví dụ thế đi. Thì mình gì? Mình gì tên thì Chu. Còn không thì mình sẽ return false các bạn nhé. Rồi thì đến đây thì mình đã có cái giá trị cho mỗi lần return khi nó chạy con bách đúng không ạ? Và mình sẽ console log ra. Chấm log ra. Cái giá trị là gì ạ? Item nhá. Tức là giá trị item này. Đúng không ạ? Cộng với là gì? Return cái gì ạ? Nối với cái giá trị là Echo hay False các bạn nhé. Cho bạn xem này. Đấy, kết quả các bạn thấy không? Thằng số 3 này khi truyền vào gọi một con bách thì nó nhận vào kết quả là gì? Return False đúng không ạ? Bởi vì gì? 3 đâu có lớn hơn 18 đâu đúng không ạ? 10 cũng không lớn 18, thì return False này. 18 lớn hơn 18 không các bạn? Không nhá. Nên là gì? Nó bằng 18 thôi, return False. Và 20 lớn 18 nên return True nhá. Rồi thì mình có cái kết quả này rồi. Và cái function sau khi mà gì gặp cái câu if này nhá, mình chỉ cần if trong vòng là for ấy, nếu mình gặp một cái true đầu tiên đúng không ạ, dừng ngay lại các bạn nhá, thì if này thì mình sẽ gì, return true luôn. Còn không là gì ạ, sau khi qua vòng một loop hết này, lúc qua cái phần tử hết nhá, mà không có thằng nào return true thì mình thế nào, return false các bạn nhá. Rồi mình sẽ test kết quả các bạn này. Bạn thấy kết quả của mình là mình sẽ đựng cái kết quả của sumCustom này đúng không, cái hàm này chạy này, vào trong một cái biến là gì, constant sum.
thì suốt các bạn nhé, bằng đúng không ạ? Và mình còn console log nữa thôi, console.log ra cái này sum thì suốt đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Mình đã nhận về kết quả là true nhá, đúng không ạ? Thì cái thằng 20 này lớn 18 này là true đúng không ạ? Còn nếu ở đây mình vẫn là 15 đi thì không có thằng nào lớn hơn 18 bạn nhá, thì false đúng không ạ? Đây các bạn này, false đúng không ạ? Rồi. Thì đây là cách mình hướng dẫn các bạn build ra một cái sum pattern dựa trên cái define của nó các bạn nhá. Thì các bạn cần nhớ cái phần gì? Khi nó đầu tiên là mình chỉ cần nhớ là gì? Mình cần loop qua các phân tử của nó đúng không ạ? Và chạy cái con batch các bạn nhá. Đúng không ạ? Con batch của người dùng truyền vào do người dùng define này. Và bước thứ hai gì? Mình sẽ mỗi lần chạy con batch thì mình nhận kết quả nhá. Nếu kết quả true thì mình return true về. Còn khi mà chạy qua tất cả mà không có kết quả true thì mình sẽ return false đúng không ạ? Thì cái thằng document của nó mình sẽ mở các bạn xem này. Thì còn một số cái này thôi. Thì các bạn có thể thêm vào nhé. GS này, sum này. Ở đây thì nó có một số ý nữa. Thì ví dụ như là gì ạ? Cái thằng sum method không thực thi function cho một empty array. Thì điều này các bạn có thể gì ạ? Có thể check ở đây nhé. Nếu gì ạ? Git.leng các bạn nhé. Tức là git.leng này. Tức chiều dài của mạng đúng không? bằng 0. Đúng không? Các bạn có thể check này đúng không ạ? Và bạn return false luôn nhé. Return false. Thì lúc này thì mình đưa cái mảng rỗng vào xem nào. Các bạn thấy không? Kết quả là return false nhé, đấy. Thì đấy là cách các bạn thêm vào những điều kiện sau hoặc là gì, hoặc là những cái thằng function này. Thì nó thực ra ấy, đây mình build những cái chính thôi. Còn một số cái ý như là gì, nó có truyền vào đấy các bạn này. Nó truyền vào là value này, chính là cái value mình lúc qua function đấy. Nó lấy vào index này, đúng không ạ? Hàm người dùng ấy, vào array này và cái array gốc ấy và cái zip chưa, đúng không? Thì các bạn có thể hoàn toàn truyền được nhá. Index, array đúng không? Array thì đấy bạn có rồi, đấy chính là zip nhá. Còn index thì các bạn có thể hoặc là các bạn khởi tạo một cái biến y đúng không? Trong mỗi cái lần lục có lúc qua đây thì gì? Ví dụ các bạn thì let y bằng 0 các bạn nhá. Mỗi lần loop qua đây thì cái gì các bạn? Y cộng cộng đúng không? Đây, sau khi mà chạy qua xong vòng lặp cuối cùng này thì các bạn y cộng cộng đây đúng không? Ví dụ thế. Thì mỗi lần các bạn chạy con batch các bạn truyền y vào đây thôi nhá. Thì nó chính là index. Hoặc là các bạn sử dụng vòng for nhá. Let y bằng 0, y nhỏ hơn cái git.leng và y cộng cộng nhá. Đấy thì cách nào cũng được các bạn nhá. Ở đây mình chỉ build những cái ý tưởng chính mà gì? Các bạn có thể gì? Thêm một số cái tiêu chí để gì, để cho đúng cái, để cũng là cái cách các bạn tập luôn nhá. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.